Liên quan đến nghi án bác sĩ gia liễu cưỡng hiếp đánh đập dã man nữ điều dưỡng thực tập tại bệnh viện Trung ương Huế, chiều tối qua ngày 25 tháng 9, công an thành phố Huế đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam nam bác sĩ. Cụ thể, tối ngày 25 tháng 9, tại phòng khám chuyên khoa gia liễu, bác sĩ Phương, bác sĩ Thạch, 155 Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, có sự xuất hiện của rất nhiều các cán bộ công an. Theo công an thành phố Huế, lực lượng công an có mặt tại đây để thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ bác sĩ Lê Quang Huy Phương, 37 tuổi, trú tại thành phố Huế, để điều tra hai tội danh, hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, Phương là bác sĩ khoa gia liễu, Bệnh viện Trung ương Huế. Vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 9, Phương liên hệ với một đồng nghiệp nhờ nữ thực tập 21 tuổi mang một liều thuốc làm đẹp đến khu tập thể Đống Đa, thành phố Huế cho Phương. Tại đây, Phương đã chốt cửa lại, dùng vũ lực nhằm cưỡng hiếp đồng thời đánh chị T. Sau một lúc chống cự, lợi dụng lúc Phương sơ hở, chị T đã thoát được ra ngoài. Vâng và trao đổi với báo chí thì Tây Công an thành phố Huế cho biết là Phương đã có hành vi đánh đập mà cưỡng ép đối với chị T và qua giám định thương tích là hơn 9% nên đã đủ yếu tố để cấu thành tội cố ý gây thương tích. Trước đó thì chị T từng là nữ thực tập sinh công tác tại khoa nơi Phương làm việc ở bệnh viện Trung ương Huế. Và vâng, chúng tôi cũng được biết rằng vào năm 2011, Lê Quang Huy Phương từng bị công an phường Vĩ Dạ thành phố Huế lập biên bản xử phạt hành chính về việc gây mất trật tự và dùng dao đe dọa sức khỏe người khác. Khi đó thì Phương đã dùng dao rượt chém người nhà một bệnh nhân đến khám ở phòng khám bệnh tại nhà của mình do người này bức xúc khi mà đến khám bệnh tại phòng khám trên nhưng mà bệnh tình thì không khỏi mà còn có dấu hiệu nặng hơn.